Rồi đi xuống nè. Ai vậy? Chị Tư kêu nắm má đó. Tư không mất tiêu. Đi xuống. Nằm đóng cửa rồi nghe. Đừng có như vậy nữa mà. Con là một người con gái xinh đẹp dễ thương mà. Con giống như Năm mà. Con đừng có như vậy nữa. Con vừa đẹp gái mà con vừa hung dữ nữa. À, con vừa dễ thương xinh đẹp như vậy mà con còn hung dữ nữa. Ủa gì Năm nói gì vậy? Xuống gì Năm xuống với con nè. Bye bye.